dâng lên Cha muôn câu ca biết ơn Ngài, cùng cả trái tim chân thành. Con không sao quên bao ân thiêng thật quá dư đầy Ngài gieo con bước đường trong cuộc đời. Xin tôn vinh Cha Giê-hô-va là Chúa muôn loài, quyền phép lớn lao vô cùng. Ngài yêu thương con nên ban Giê-xu chiều chết thay rồi, cho đời con biết ơn Ngài hoài. Ơn huệ lớn lao tràn tuôn không sao đếm chẳng đan chi. Hồng ân Cha luôn bao la, ta ơn Cha kính yêu, ta ơn Cha kính yêu, vì Ngài hằng yêu con quá nhiều. Ta ơn Cha kính yêu, ta ơn Cha kính yêu, nguyện suốt đời này đời đời duy thờ phượng Cha yêu thương. Xin dâng lên Cha muôn câu ca thiên ơn Ngài, cùng ca trái sao quên bao ân thiêng thật quá dư đầy Ngài dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin tôn vinh Cha Giê-hô-va là Chúa muôn loài, quyền phép lớn lao vô cùng. Ngài yêu thương con nên ban Giê-xu chiều chết thay rồi, cho nơi con biết ơn Ngài hoài. Ơn huệ lớn lao tràn tuôn không sao đếm được, dẫu con chẳng đáng chi. Hồng ân Cha luôn bao sweet.
Yi, where are you going? I'm gonna go for a run right now. Would you like to join me? Ryan, where are you going? Oh, I was about to play some games. Wanna join? We're going to the RBCP livestream at 10:30 this morning. What a great idea, Nathan, to spend our time worshiping God on Sunday morning instead of playing video games or sleeping in. We have our Bibles. Do you have yours? Xin chào quý vị đến với Redeemer Baptist Church of Plano. Welcome to Redeemer Baptist Church of Plano. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Và tôi mong rằng mỗi người chúng ta chuẩn bị tấm lòng để thờ phượng Chúa. Không phải tấm lòng chúng ta không, nhưng cái khung cảnh của chúng ta nữa. Quý vị có thể để những cái món khác qua một bên, những gì làm cho chúng ta bị sao lãng. Và chúng ta lấy Kinh Thánh ra, ngồi xuống chỗ ghế và chúng ta chuẩn bị tấm lòng chúng ta để thờ phượng Chúa. Mong rằng quý vị cùng đứng lên để hát với ban hát, cũng như cùng mở lời của Chúa ra và học hỏi với mục sư. We welcome you to Redeemer Baptist Church of Plano. This morning we worship online. We want to worship God right in our living room. So let us put away all the things that distract us and take out our Bible, sit down at the couch and turn on the TV. Have the family sit together, stand up and praise together, pray together and read the Word of God together. And I pray that we have that time that we focus on only God. Ở trong Thánh Thi 100, hỡi cả thế giới, hãy lớn tiếng hoan ca tôn ngợi Chúa. Hãy thờ phượng Chúa cách vui vẻ, hãy đến trước thánh nhan Ngài với tiếng ca mừng. Khá biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là con dân Ngài và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, khá ngợi ca mà vào các sân Ngài. Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài. Vì Chúa thật tốt, tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi, đức thành tín của Ngài còn đến muôn đời. In Psalm 100, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation. Let us begin, and I will pray for our service. Heavenly Father, we thank You for this morning that we come before You to worship You. We pray that You take all the distractions away, and although that we are not able to come together in presence, but in spirit, we be able to come and to praise You and to worship You. We pray that You be with us at this time and guide us and lead us into Your throne, and so that we come before Your presence with adoration and with praise. Bless this time. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con đến để trong sự thờ phượng Chúa. Xin Chúa Ngài đem lòng của chúng con mỗi một người đến gần với Chúa trong thời giờ này. Dù chúng con không có mặt ở trong hội thánh của Chúa trong nhà thờ, nhưng chúng con đến với nhau ở trong tình thương của Chúa, trong sự thông công với Thánh Linh. Xin Chúa Ngài ngự trị trong thời giờ này và ở cùng mỗi chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và dâng thời giờ thờ phượng này trong tay của Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Good morning, church. It's Sunday morning yet again, so it's time for our Sunday service. So let's get up and prepare to worship God. As it says in Psalm 68:4, sing to God, sing praises to His name, lift up a song to Him who rides through the deserts. His name is the Lord, exult before Him. As a body of Christ, let us sing praise to Him. Hallelujah. Love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. He shakes the whole earth with
done for me. Chúa khiến những rối ren nghe ngân phúc trong đời, xưa con khóc nơi được nay nên chứ con ngài vinh quang thấy vô trời, vua trên khắp vô nhân gian. Cha trong con muốn hoài ơi công chức lễ đạo, chiếu ăn sáng thái như cho nhân thấy nương nhờ, vinh quang thấy vô trời, vua trên khắp vô nhân gian. Sermonette. I really miss you guys. Today the sermonette's going to be about the coronavirus and sin. This is a terrible thing, this coronavirus, right? It's so much worse than the flu, and it's all around the world. So what can we do to protect ourselves from it, to keep our guard up against it? Well, one thing is wear your mask. I've got mine right here. You know, like your parents told you, wash your hands a lot, use hand sanitizer, and do social distancing. And because we don't know if anyone's infected or not, you can't tell really. So those are things we can do to protect ourselves from this virus, okay? Now, you know, it's a funny thing because it's sneaky. You know it's there and you can't see it. Well, you know what? Sin is the same way. You know it's there, but you can't see it. And sin is just, I mean, it can be like a wild animal just waiting to pounce on you. If you keep your guard down, you got to keep your guard up though. So what can we do to keep our guard up? Well, there's many things that we have that's called the Christian toolbox. You know, like your dad has a toolbox at home, has tools in it to fix the house or the car. Well, we have tools in this Christian toolbox we use in our daily lives. Some of them we can use daily. So one of them is prayer. So you pull out prayer and pray to God, pray to Him, at, you know, many times a day. Another one is the Bible. You can use the Bible at home, in your free time, when you're done with school, and just study about God, okay? Another thing in that Christian toolbox should be meditation.
Now, what is meditation? Well, meditation is simply when you clear your mind of all distractions and you focus on one specific thing. So in this case would be focusing on God, right? Another thing in there is fasting. Well, what is fasting? Well, fasting, if you go by the real sense of the word, it's not eating or drinking, right? But you know what? You can actually fast by giving up something that you enjoy doing to glorify God, to show God how much you care and love about Him. In other words, you could choose to drink water instead of Coca-Cola, or you could choose to give up ice cream for a certain amount of time. Things like that. So these are things we can do to keep our guard up against the sin, right? There's another thing that we need to stay connected to along with these things, and that is stay connected to the body of Christ. And what is the body of Christ? It's the church. But when I say the church, don't think of the church building. Think of the body of Christ as being the people. We are the body of Christ, right? So how do you stay in touch and connected? Well, during the week, call your friends from church. Ask them how they're doing. Pray with them over the phone about things that they're having trouble with. And encourage one another to refrain from sin. So we try hard to stay in God's graces, okay? Now, God said to Cain concerning sin, in Genesis 4:7, He said, "You must do what is right, because sin is crouching at the door. It wants to desire you, it wants to have you, but you must master it." So simply, God is telling Cain to rule over sin. Don't let sin rule over you, right? So just remember that, just like the virus, that if you don't keep your guard up, it'll pounce on you like a wild animal. And so sin is the same way. Now, I have a Bible verse here today. It's, like I said, was Genesis 4:7. I want y'all to pretend like you're reading it with me, okay? And it says, "If you do not do what is right, sin is crouching at the door. It wants to desire you, but you must master it." Genesis 4:7. Now, you kids, you practice this verse, memorize it. Have your parents help you with it if need be. But I'm going to pray for us now, okay? I want y'all all to bow your heads and please pray with me. Dear Lord God, we just thank you for you. We thank you for creating us. We thank you for this world we live in. And we pray right now, Lord God, that you please protect all of us from the coronavirus. Please be with us and protect all of us. Please, Lord God, bring all the brilliant minds together to find a cure, a vaccine, to fight this, to defeat this virus. We ask you, Lord God, for those that are infected, that you also be with them and help them, Lord God, them and their families. We ask you that you help us have a good week, and we just pray these things in your name. Amen. Good morning again. We will have the Lord's Supper this morning. The Lord's Supper is for those who already believe in Jesus Christ as their Lord and Savior, and you have been baptized to reflect your new faith in Christ. If you have done or experienced both experiences, you will have privilege this morning to partake the Lord's Supper with us. And I hope the head of the family will help to deliver the bread and the drink for your family members. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Chủ nhật đầu tháng. Và như thông lệ của Hội Thánh chúng ta, thì chúng ta có lễ tiệc thánh để kỷ niệm sự thương khó của Chúa, sự hy sinh, chuộc tội của Chúa Giêsu vì cớ tội lỗi của chúng ta. Và kính thưa quý vị, lễ tiệc thánh dành cho những ai đã đặt lòng tin vào Chúa Giêsu và nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của mình và đã dự phép báp têm để phản ánh cái sự chết và sự sống lại, thì quý vị sẽ có cơ hội để dự lễ tiệc thánh buổi sáng hôm nay. Và thưa quý vị, là những niên trưởng, những người trưởng gia đình, xin quý vị chuẩn bị bánh và nước để phát ra cho người trong gia đình, vợ chồng con cái, những ai đã tin Chúa và đã làm phép báp têm thì sẽ dự phần
lễ tiệc thánh buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta dự lễ tiệc thánh thì tôi đọc lời Chúa và sau đó chúng ta cầu nguyện và chúng ta sẽ dự lễ tiệc thánh với nhau. Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu đã dạy dỗ về lễ tiệc thánh mà sứ đồ Phaolô đã chép lại ở trong Côrintô thứ nhất đoạn số 11. Tôi sẽ đọc từ câu 23 đến câu 29. Before we partake the Lord's Supper this morning, I would like to read in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. You can follow on the screen in English. I will be reading in Vietnamese. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể tha vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thời ấy, sau khi ăn buổi tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình. Và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và xin quý vị cùng đứng để chúng ta bày tỏ sự kính kiêng trang nghiêm khi chúng ta dự lễ tiệc thánh buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay chúng con có cơ hội để dự lễ tiệc thánh. Được Chúa Thánh Linh nhắc nhở về sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá vì tội lỗi của mọi người, trong đó có mỗi chúng con. Giờ này chúng con xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúng con ăn năn những lầm lỗi vi phạm để khi chúng con dự lễ tiệc thánh thì Chúa sẽ được thỏa lòng, sẽ được chúng con sẽ nhận được phước từ nơi Chúa khi chúng con đến với Chúa với tâm lòng ăn năn thống hối trước mặt Ngài. Trước khi chúng con dự lễ tiệc thánh buổi sáng hôm nay. Dear our Heavenly Father, we come to you this morning to confess our sins, our shortcomings. Before we partake the Lord's Supper, we ask for your forgiveness of our sins so that we will be ready to partake the Lord's Supper this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Xin chúng ta cứ đứng. Kính thưa quý vị, trong đêm Chúa bị nộp, Chúa lấy bánh bẻ ra rồi phán rằng: Này là thân thể của ta, các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin quý vị cùng tôi dự. Cũng một thời ấy, Chúa lấy chén rồi phán rằng: Này là huyết giao ước của ta, các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin quý vị cùng tôi dự. Một lần nữa xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa vì tình yêu tuyệt vời của Chúa đã thể hiện qua sự hy sinh huyết báu vô tội của Ngài trên thập tự giá. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con để mỗi một ngày chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Chúa và sự hy sinh của Ngài vì cớ tội lỗi của chúng con. Father, we so grateful for the sacrificial death of our Lord Jesus Christ. Help us to live every day just like our Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Xin quý vị cùng an tọa. Sealed with shining seas, my comforter.
Giê-xu, chịu hình đau thương, gánh bao tội thế cho nhân gian. Tìm về Giê-xu, đời con an vui, Chúa cha nhân từ chết thay cho con. Tình yêu cao quý, con chỉ sân kia, giàu giữa phong ba. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta cảm ơn Chúa vì dù trong cơn đại dịch, trong sự khó khăn, chúng ta vẫn được Chúa Ngài gìn giữ trong vấn đề sức khỏe cũng như kinh tế gia đình. Và tôi tin chắc rằng Chúa Ngài vẫn còn bảo vệ con cái của Chúa. Chúng ta ở tại đây, chúng ta có được sự tự do. Và dầu sao đi nữa, sự khó khăn của chúng ta cũng không có thể so sánh được với sự khó khăn của những người ở thế giới thứ ba, ở tại quê nhà chúng ta, nhất là những người đã nghèo khổ, càng gặp sự khó khăn nhiều hơn nữa. We thank God because even though in the situation that we have, we struggle to protect our family from the disease, from the virus, and also to provide for our family during this the hardship of the economy, of jobs. But compared to the people in Vietnam, people in the third world country, we are still better off. And we thank God because our pastor calling the church and other people to join together. We don't have much, but whatever that we have, we can share so that we can help those people in Vietnam, people who needed our help. I'm glad to report to you that our church have given over $4,000 to this cause. And I want to say thank you for your generosity.
even though there's not much that we have, but we have given much of what we have. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì sự kêu gọi của mục sư Dương, mục sư quản nhiệm chúng ta để kêu gọi chúng ta trong sự dâng hiến, mặc dầu chúng ta cũng có những sự khó khăn riêng của chúng ta, nhưng hội thánh đã dâng hiến giúp đỡ được hơn 4.000 để gửi về Việt Nam cứu đói cho dịch Corona. Tôi xin thay mặt cho mục sư quản nhiệm cũng như ban điều hành để cảm ơn quý ông bà chị em và những người yêu mến Chúa đã sẵn lòng để chia sẻ những gì chúng ta đang có. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự giàu có của Ngài vẫn tiếp tục để giúp đỡ, để ban ơn trên mọi chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự dâng hiến này, xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta cứ tiếp tục bước đi ở trong sự nhờ cậy Chúa. We will have the offering prayer. Cô Nguyên will do that and pray for the blessing and thank God for His providence upon our family. Not only for us, but also so that we can share with other people. And so let us come together and Cô Nguyên will pray for us. Kính lạy Chúa, lạy Chúa thương của chúng con cảm ơn Chúa đã dinh dự chúng con trong suốt những ngày tháng qua được bình yên. Chúng con dâng kính dâng lên Chúa số tiền dâng này, xin Chúa hướng dẫn và ban cho chúng con được sự khôn ngoan để chúng con sử dụng số tiền này cho công việc nhà Ngài. Còn chúng con cũng xin Chúa cùng với con cái của Chúa, xin Chúa thăm viếng và xin Chúa chữa lành bệnh cho những người đang bị đau yếu. Xin Chúa đến và an ủi và ban cho niềm hy vọng cho những người đang gặp khó khăn. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con kinh nghiệm quyền năng và tình yêu thương của Ngài mỗi một ngày trong khi chúng con đi theo Ngài. Dear Lord Jesus, thank you for your love and your protection. Thank you for all the blessings that you have bestowed upon our lives. And as we are lifting up portions of your blessings, we pray that you will guide us and give us the wisdom so that we can utilize this offering for your glory. Lord, we pray for those who are not feeling well. We pray for those who are struggling during this pandemic, and we pray that you will give them the hope and the peace that can only be found in you, Lord. We also pray that you will continue to use us as your instruments to share your love and your salvation to other people around us. And please help us to continue to experience your love and your power each day of our lives as we continue to follow you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. How are y'all doing this morning? It's a wonderful day in the name of Jesus Christ our Lord. Look, this morning I would like everybody to stand up. If you're at home, you're sitting there with your kids or your spouse, stand up and let's pray. Let's pray together. Lord Jesus, we ask that you open our hearts, open our minds, open our spirits to your glorious truths, Lord. We ask that you spill your living water upon our thirsty souls, that we may understand you, become closer to you in unity with you and your Son. We pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Well, this morning we're going to speak to y'all out of the book of Ephesus. All right, we're going to talk about the verses from 3 to 14 in the first chapter. Now, mainly, I'm just going to stick with verse 3. All right, now the book of Ephesus is a wonderful book written by Paul while he was in prison, probably around 55 or so AD. Okay, the book is to a group of believers at the church of Ephesus. Now, these are hardcore believers, man. These are well taught and people that are full of the Spirit of God. Okay, this is not a book written to new believers or unbelievers. Okay, it's a book written to the mature believer, and that's why it's such a great book. Okay, now to give you a little background about the type of believer, I want you to turn to the book of Acts, chapter 19. We're going to start at verse 1. While Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus on the coast, where he found several believers. Now look, he's traveling, gets to the coast of Ephesus, and he finds a group of believers,
and he engages in conversation, all right? The conversation was such that he knew they were believers, but something wasn't quite right. So then he asked them in verse 2, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Now these gentlemen, this group of believers, they were honest. They believed in God. And they responded to him honestly, and they said, "No, we haven't even heard there is a Holy Spirit." Verse 3, "Then what baptism did you experience?" Paul asks. And they replied, "The baptism of John." Now check this out. This is Paul's third missionary journey. He's on the coast of Ephesus. This is around 53 AD. Now he's talking to these believers, and they tell him that they were baptized by John. Now John's ministry, we know, started around 29 AD. So look, these guys have been believers for 24 years, all right? Quite possibly, they were at Passover when Christ was crucified. Okay, we don't know all of that, but we do know this, that they were believers, all right? And Paul asked them, "Have you received the Holy Spirit?" They were good believers to where they were honest with themselves, all right? That's what we need to be as believers. When something's not right, when we don't know something, we need to be honest with the people around us and our Christians, no matter how long we've been believers. These guys have been believers 24 years, and here's Paul, and they got to be honest with him and say, "Well, we've never even heard of the Holy Spirit." Well, that's a lot of integrity that speaks. That's the type of believer that you're dealing with in the book of Ephesus, one with integrity, all right? In verse 4 of Acts 19, Paul says, "John's baptism called for repentance of sin, but John himself told the people to believe in the one who would come later," meaning Jesus. "As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them." So now they're filled with the Holy Spirit. It was probably a group of 12 guys. Then after this, Paul goes on to stay in Ephesus for 3 years, 2 to 3 years, teaching. Now you know these guys were there, all right, during that time of teaching, all right? Then he leaves Ephesus, winds up in prison a year or so later, 2 years later, and he writes this letter. During that time, John and a couple of other disciples had been to Ephesus and been teaching there. So these people in Ephesus are believers. They're mature believers. They're not new believers and young believers. They're well-taught, schooled believers, okay? Now, Paul is writing them a letter. All right, in Ephesus chapter 1, verse 3, it says, "All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ." Look, the first thing Paul does is he says, look, we're going to give God some blessings. All right, we're going to thank and praise God's name. All right, we're not going to praise him for anything he's done for us yet. We're just going to praise his name, his holy name. All right. Then he goes on and says, "Who has blessed us?" All right. Now, Paul is not explaining to them how to receive Christ's blessing here. He's not talking to them on how to receive it or to believe it. He is stating facts with confidence. All right. "Who has blessed us?" All right. It's an attitude of certainty that Paul is depicting there. He knows that the people he's writing to understand this, all right? He knows that they have the spiritual blessing, all right? Then it says, verse 3 goes on and says, "Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united in Christ."
All right? Now, he has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united in Christ. Look, in this little phrase within this scripture, he's depicting that we have both kinds of blessings here. Blessing of location of those blessings and the kind of blessings. He's telling us that the location of the blessing is in heaven, all right, in the heavenly realms, and the type of blessings are spiritual, okay? That's what we need to key in on, all right? These are spiritual blessings, which far outweigh the material blessings, all right? So often in our walk with Christ, so often in our congregation and in our work world and in our whole reality, we get caught up in the material blessings. And we are constantly talking to Christ and God about those material blessings. Help keep me from getting sick. Help me with my finances. Okay? Lord Jesus, please, you know, take care of this situation for me. I'm having problems in my marriage right now, okay? And we're always talking about things occurring here in the material world, on this planet, all right? These blessings are ours in heavenly places in Christ. They are higher, better, and more secure than the earthly blessings. So Paul is telling them, look, check this out. Get into the spiritual blessings, all right? Our thanks are due to God for all material blessings. They are more than we deserve. So yes, we need to thank God for these material blessings, all right? I'm not saying we shouldn't, okay? But our thanks ought to be God for the spiritual blessings that he has put upon us. Now in these scriptures from Ephesians chapter 1, verse 3, to verse 14, there's actually 10 blessings, all right? Now, I'm not going to go through any of that with y'all today. That's a long teaching, and Pastor John and is going to get into scripture 4 and 5 and on. I'm going to stick with the spiritual blessings and what we're talking about. Because check this out, y'all. This is what I want to get across to y'all this morning. A new heart is better than a new coat. To feast on the Word of God is better than any steak at Del Frisco's. To be an heir to God is much superior than being an heir to Bill Gates. Now, be honest with yourselves. How many of us desire to be an heir to Bill Gates? What would you be willing to give up to be an heir to a gentleman who has $80 billion? Okay? Think about that. I mean, are you willing to give up more to him than you've been willing to give up to Christ? I mean, it's a tough question, all right? But let me tell y'all something. To be the heir to Jesus Christ and God is much greater than anything Bill Gates' money has to offer us. Okay? God has blessed us with spiritual blessings, and these are the rarest, the richest, and most enduring of all blessings. Look, when you look at verse 4, it talks about even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault. Before the world was made, he chose us. Now, how often? We have to have a dynamic shift in the way we think about this salvation issue. And this is another point I want to get across real quickly. When people ask each other or ask you, well, when did you find Jesus? And then we give them our testimony.
Man, look, I was in the streets of New Orleans. I was messed up on drugs. The street preachers came and they talked to me, and I found Jesus. And I surrendered my life to him. But the more I've thought about that the past few years, the more I've realized this. Jesus ain't never been lost. Jesus ain't lost. Jesus has never been lost a day in his life. It's the sheep that are lost. What does the parable in Matthew tell us? If you look at Matthew chapter 18, verse 12 through 14, the parable of the lost sheep, he tells you, if a man has 100 sheep and one of them drifts off and gets lost, he goes and finds that lost sheep. Jesus Christ has never been lost. I never found Jesus. Jesus knew and ordained me to be saved and to be in his family, to be adopted into his family before the foundations of the earth were made. Okay? Go to John chapter 15, verse 16, real quick. This is what it says. You didn't choose me. I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask using my name. You didn't choose me. I chose you. Now look, in John chapter 15, these are red letter words. This is Jesus Christ talking. All right? You didn't choose me. I chose you. I got a kick out of that. All right? And so once I started thinking that way, I had a dynamic shift in my presence and my thinking and my spiritual thought process. All right? I started to really understand that God's love is so deep and so rich that before the world, look, before he created Adam, man, before he created Adam, he chose you to be part of his family. He chose you, each and every one of you, to be part of his family, all right? To do great things for him. All right? And to live in all eternity with him, all right? In an exalted state, in an exalted body, in that spirit, okay? So, think about these things some. Think about how precious you are. Mature yourself in the world. Get the Holy Spirit to speak truths to you. Meditate. Ask the Holy Spirit more and more into your being. Ask him to reveal more truths. Get with your pastors. Get with your prayer partners and pray for that anointing to come upon you, to get a deeper, more mature relationship with your Savior, Christ Jesus. Amen and amen. Thank y'all so much for joining me this morning, and I wish all of y'all a safe and healthy week. God bless you. Thank you. In the way, what is there?
says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To a morning night, like in times of Sunday, it's a wind here, we want to a wonder. We don't need to a changer, like with sons of the wine, rock of light, and hate in time of love. If we pray from love, let's be joined, won't we put a dear to a higher, I'm singing day long. From the pungent jump wrong, whom they soup is down wrong, the cowboy of a bed. Kính thưa hội thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu số 3 đến câu số 10 với tựa đề là Chúa chọn chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau cầu nguyện trước khi chúng ta đến với Chúa trong lời hằng sống của Ngài. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì Chúa cho chúng con có sự khỏe mạnh, Chúa cho chúng con có phương tiện để chúng con thờ phượng Chúa, mặc dù chúng con đang xa mạc nhưng chúng con không cách lòng. Chúa Thánh Linh đang hàn gắn chúng con lại với nhau trong buổi sáng hôm nay và sẽ giải bài lời hằng sống của Ngài cho chúng con, để cho chúng con được gần gũi với Chúa, gần gũi với anh chị em mình trong hội thánh. Và chúng con sẽ tiếp tục cầu thay cho nhau, hiệp tác với nhau để trung tín trong con đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Con xin Chúa hướng dẫn thì giờ buổi sáng hôm nay, trong khi chúng con học lời Chúa với nhau. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị phần đông không có hay là đã nghe tên cái bà, một người Mỹ tên là Hattie Green. Bà qua đời năm 1916, cũng khá lâu, nhưng mà bà là một trong những người phụ nữ Hoa Kỳ nổi tiếng về sự hà tiện nhất nước Mỹ. Khi bà còn sống thì bà mỗi buổi sáng bà ăn sáng thì bà ăn oatmeal, mà bà không muốn, bà chỉ muốn đổ nước lạnh vào oatmeal, tại vì nếu bà hâm nóng thì bà sợ tốn tiền điện. Và mỗi lần bà uống sữa thì bà uống skim milk, bà không muốn uống sữa loại thường, tại như vậy thì mắc tiền hơn là skim milk. Và kính thưa quý vị, ngay cả khi đứa con của bà, đứa con trai nó bị đau cái chân và nó cảm thấy tê tê, thì bà không muốn đem đi bác sĩ, bởi vì đem đi bác sĩ sẽ tốn tiền. Mà nếu bà có đem đi bác sĩ để khám cho đứa con trai đó, thì bà chỉ đi kiếm những bác sĩ nào họ không có tin tiền miễn phí mà thôi. Và có lẽ vì vậy mà những ngày kế tiếp, cái chân của đứa con trai của bà nó càng ngày nó càng đau nhức và nó khó chịu. Và cuối cùng bà phải đi khám bác sĩ cho xem thử cái chân của đứa con trai của bà như thế nào. Thì đến khi mà bà đi khám bác sĩ để xem thử cái chân của đứa con trai của bà nó như thế nào, thì đến lúc mà cái chân đó phải bị cắt đi, phải bị cưa chân, bởi vì nó quá trễ và cái bệnh nó quá nặng.
Quý vị có biết không? Bà Hattie Green đó, bà rất là tằn tiện, rất là hà tiện. Nhưng mà khi bà qua đời năm 1916, thì gia tài của bà là hơn 1 triệu đô la. Hơn 1 triệu đô la vào năm 1916. Thế nhưng bà đã ăn oatmeal không có nước nóng, bà đã uống sữa skim milk, và bà để cho đứa con của mình bị mất một cánh chân, phải cưa một cái chân, bởi vì bà tiết kiệm tiền không muốn đi bác sĩ. Mà bà có gia tài hơn 1 triệu đô la vào năm 1916. Như vậy thì rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ở trong Ephesô đoạn 1 mà Phaolô muốn nói với hội thánh, với tín hữu ở thánh Ephesô, cũng như tín hữu của hội thánh chúng ta ngày hôm nay, Redeemer Baptist Church of Plano, chúng ta là những con cái của Chúa. Chúng ta rất là giàu có, quý vị có biết vậy không? Chúng ta là những con cái của Chúa mà nhận được phước từ trên trời Chúa ban xuống. Ở trong đoạn 1 câu số 3 Chúa nói rằng Chúa xuống phước cho chúng ta các loại phước từ trên trời, cho dân sự của Ngài, cho những ai tin Chúa. Do đó, kính thưa quý vị, con cái của Chúa, dù là ở tại hội thánh Ephesus, dù là ở hội thánh Redeemer Baptist Church ở Plano, hay là bất cứ nơi nào rất là giàu có, và có thể nói là giàu có nhất, bởi vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời xuống phước cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, ở câu số 3. Và kính thưa quý vị, nếu chúng ta có giàu có đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho chúng ta, thì không thể nào mà cuộc sống của chúng ta hà tiện, khổ cực như bà Hattie Green trong câu chuyện này, kính thưa quý vị. Vì vậy, kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị hai bài học ở trong Ephesos đoạn 1, từ câu số 3 đến câu số 10 này. Bởi vì Chúa muốn nhắc nhở chúng ta có hai điều, là Chúa đổ phước cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời, và Chúa cũng đã chọn chúng ta để chúng ta được làm con cái của Chúa. Và đó là hai điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay, ở trong Ephesos đoạn 1 từ câu số 3 đến câu số 10. Bài học thứ nhất là Chúa đã chọn chúng ta, câu số 3 và câu số 4. Quý vị có biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn quý vị và tôi trước buổi sáng thế, Kinh Thánh có nói như vậy. Khi quý vị và tôi mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, thì chúng ta nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa ban. Nhưng thật sự thì Đức Chúa Trời đã chọn quý vị và tôi rồi, theo đoạn 1 câu 3 và câu 4 ở trong sách Ê-phê-sô mà chúng ta học ở đây. Trước khi chúng ta chọn Chúa thì Chúa đã chọn quý vị và tôi rồi. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 4. Và kính thưa quý vị, chính Chúa Giêsu ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 16, Chúa đã xác nhận như thế này: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, hầu cho các ngươi đi và có kết quả. Do đó, Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn quý vị và tôi, Chúa Giêsu đã chọn quý vị và tôi. Và không những chọn để làm gì, kính thưa quý vị, chọn nhưng mà Chúa ban phước cho chúng ta nữa. Nói một cách khác, sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ con người. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói rõ ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và câu 9 nói như thế này: vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Quý vị có để ý rằng các tôn giáo khác trên thế gian này đều đến từ con người. Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, tất cả đều đến từ con người. Chỉ có đạo của Chúa đến từ Đức Chúa Trời, Jehovah God, đến từ cứu Chúa Giêsu, ngôi hai nhập thế làm người. Và trong Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đến với loài người trước khi loài người đến với Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ tác giả Giăng, Giăng 1, Giăng 2, Giăng 3 cũng như Phúc Âm Giăng nói rằng chúng ta yêu vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước. Đức Chúa Trời đến trước với chúng ta, kính thưa quý vị. Cũng như trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giêsu dạy là chúng ta phải tha thứ nhau, hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em thế nào thì các ngươi phải tha thứ nhau thể ấy, chẳng hạn như vậy. Và trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã đến với Adam khi Adam phạm tội, và Chúa đến hỏi Adam con ở đâu, để Chúa đến và tha thứ tội lỗi của Adam. Đức Chúa Trời đã đến với Abraham và kêu gọi Abraham
và sử dụng Abraham. Đức Chúa Trời đã đến với Môi-se, kêu gọi Môi-se và sử dụng Môi-se trong công việc của Ngài. Đức Chúa Trời đã đến với Saul, sau này chúng ta biết là Phaolô, và Đức Chúa Trời đã tha tội cho Phaolô, đã cứu Phaolô và đã sử dụng Phaolô. Và trong Luca đoạn 19, Chúa Giêsu cũng đến với Sa-che và cứu Sa-che, và Chúa nói rằng ta đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Chúa Giêsu đã đến với quý vị và tôi, Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta. Chúa tìm, Chúa chọn và Chúa ban phước và Chúa cứu chúng ta. Kính thưa quý vị, Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Và vì vậy mà sứ đồ Phaolô nói ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 như thế này: chúng ta rất được phước khi Chúa đến, Chúa chọn và Chúa cứu chúng ta. Đó là phần thứ nhất, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý vị như thế này: tại sao Đức Chúa Trời lại chọn và cứu quý vị và tôi? Có hai lý do trong đoạn kinh văn này. Lý do thứ nhất là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài muốn chọn chúng ta, Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài muốn ban cái sự cứu rỗi cho chúng ta để chúng ta nhận được phước từ nơi Chúa. Chúa muốn đổ phước lên đời sống của chúng ta sau khi chúng ta được làm con cái của Ngài. Kính thưa quý vị, và ở đây trong câu số 3 nói rằng Chúa xuống phước từ trên trời mọi thứ phước thiêng liêng. Tức là kính thưa quý vị, không có một thứ phước nào mà Chúa không ban cho chúng ta cả. Tất cả mọi thứ phước Đức Chúa Trời có bao nhiêu thì Chúa ban phước cho con dân của Chúa bấy nhiêu. Thật là tuyệt vời, thật là phước hạnh, phải không quý vị? Nhưng mà những thứ phước đó là gì, kính thưa quý vị? Đó là những phước hạnh liên hệ đến đời sống tâm linh, tâm hồn, đức tin của chúng ta. Đó là những phước hạnh, là những ân tứ, những mọi sự bình an, mọi đặc quyền được làm con cái của Đức Chúa Trời. Đó là những sự bảo đảm cả linh hồn lẫn thể xác của chúng ta là con cái của Chúa. Vì vậy, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đã là con cái của Chúa rồi, thì xin chúng ta đừng sống như bà Hattie Green ở đây, cáo hơn cả bạc triệu, mà sống một cách rất là cực khổ, rất là nghèo nàn, rất là tàn tiền và rất là bủn xỉn. Kính thưa quý vị, ngược lại, chúng ta là con gái của Chúa, chúng ta đã nhận phước từ nơi Chúa rồi, thì chúng ta phải sống vui, sống mạnh, sống thỏa lòng, sống trong sự bình an và phó thác mọi sự cho Chúa. Chúa đã ban phước cho chúng ta rồi, thì chúng ta phải sống trong sự rộng rãi với những ơn phước mà Chúa ban cho. Chúng ta phải sống rộng lượng với mọi người xung quanh. Chúng ta phải sống trong sự nhân từ, trong sự hiền lành, trong sự trung tín, trong sự tiết độ, trong sự khôn ngoan, trong sự thông sáng mà Phaolô có nói ở đây ở câu số 9. Và luôn luôn tìm mọi cách, kính thưa quý vị, để phục vụ Chúa và để giúp đỡ lẫn nhau. Đó là phần A. Phần B, tại sao Chúa cứu chúng ta, Chúa chọn chúng ta? Đây là mục đích thứ hai. Khi mà Chúa chọn chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta đủ mọi phước thiêng liêng ở từ trên trời, mọi phước thiêng liêng, thì Chúa có mục đích, kính thưa quý vị. Khi Chúa chọn chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa cứu rỗi chúng ta, bởi vì Chúa muốn chúng ta sử dụng những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta để làm vinh hiển dành Chúa, để làm tròn ý muốn tốt lành của Chúa, như câu số 8 ở đây cho biết. Và làm tròn ý muốn của Chúa như thế nào? Giữa vòng hội thánh chúng ta, trong khi chúng ta đang sinh hoạt với hội thánh Chúa. Trong câu số 7 đến câu số 10, sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta được cứu chuộc, được tha tội bởi huyết vô tội của Chúa Giêsu, bởi ân điển của Ngài, và chúng ta phải hoàn thành mục đích của sự kêu gọi và sự cứu rỗi trên đời sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Kính thưa quý vị, nói một cách khác, nếu quý vị suy nghĩ thì bất cứ cái gì ở trên thế gian này, vật gì, thứ gì, cái gì, và con người chúng ta, người nào cũng vậy, chúng ta đã hiện hữu ở trên thế gian này, vật gì, thứ gì, cái gì và con người đều có mục đích khi chúng ta hiện hữu trên thế gian này. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay quý vị đang ngồi ở nhà để tham dự chương trình thờ phượng online, thì có thể quý vị đang dùng cái computer, quý vị đang dùng cái laptop, quý vị đang dùng cái iPad hay iPhone. Tất cả những cái dụng cụ đó được người ta sáng chế ra và có mục đích rõ ràng, phải không quý vị? Và nhờ những cái dụng cụ đó mà ngày hôm nay chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở nhà, và tôi đang ở nhà thờ để chia sẻ lời Chúa với quý vị. Thì những cái dụng cụ đó nó làm đúng với mục đích mà người ta đã sáng chế ra nó ra. Kính thưa quý vị, cái micro này tôi đang dùng, thì micro này nó sẽ giúp cho giọng của tôi nó lớn hơn, nó phóng đại cái âm thanh. Và nếu giả sử không có cái micro này thì có thể tôi phải nói lớn hơn một chút xí, nói lớn tiếng hơn một chút xí. Nhưng mà
cái miền của chúng ta không phải được Chúa ta dựng để thế cái micro. Thật sự nếu mà cái miền chúng ta trở thành cái micro thì là phiền cho nhiều người chung quanh lắm. Nhưng mà micro để phóng đại cái âm thanh, đó là mục đích của micro. Cái miền mà Chúa tạo dựng ra cho chúng ta có mục đích khác, không phải thế cái micro. Có người thì phàn nàn rằng, tại sao mà Đức Chúa Trời lại tạo ra con muỗi? Cái mục đích của Đức Chúa Trời là gì khi Chúa tạo ra con muỗi? Con muỗi chỉ có biết rồi, ngày nào đêm nào nó cũng cắn người ta, nó cũng chích người ta. Tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng ra con muỗi? Cái mục đích của sự hiện hữu con muỗi là gì? Thì thật ra cái câu trả lời tôi muốn chia sẻ quý vị câu chuyện là có một người đàn ông đi camping, tức là đi trại ở ngoài trời. Và cái đêm đó thì anh nằm ngủ ở ngoài trời đó camping thì bị muỗi nó đốt quá nhiều. Thì anh cũng phàn nàn với Chúa, nói là Chúa ơi, Chúa tạo dựng ra con muỗi làm chi vậy? Nó chỉ biết đốt người ta, nó chẳng ích gì cả. Và anh nằm tiếp và anh cũng có vẻ bực bội, thì ban đêm thì nó tiếp tục nó đốt anh rất là nhiều. Nên rồi anh phải ngồi dậy, anh bật đèn lên và anh lấy cái chai xịt giết muỗi đó, anh dự định để mà xịt mấy con muỗi. Thì trong lúc anh bật đèn lên thì anh thấy con rắn nó đang bò tới và sắp sửa làm thịt anh. Và anh nghĩ rằng như vậy thì anh cảm ơn Chúa, bởi vì con muỗi nó cắn còn hơn là bị con rắn nó cắn, phải không quý vị? Như vậy thì con muỗi đã cắn anh nên anh không bị con rắn nó cắn. Như vậy thì anh cảm ơn Chúa, là bởi vì thật sự ra con muỗi nó cũng có mục đích đó, nhưng mà không biết, cho đến khi mà anh chấp nhận rằng thà rằng anh bị con muỗi cắn còn hơn là con rắn cắn. Và nếu rắn cắn thì anh có lẽ không có cơ hội để phàn nàn với Chúa. Và kính thưa quý vị, cũng vậy, trong con người chúng ta thì có một cái bộ phận, người ta nói là chúng ta có ruột thừa, ruột dư. Không biết tại sao mà chúng ta có tên là ruột dư hoặc thừa, ruột thừa. Đối với con người thì đó là ruột dư hoặc ruột thừa. Nhưng mà đối với y khoa, kính thưa quý vị, thì họ nói rằng không phải là chúng ta có ruột dư hay ruột thừa đâu. Nhưng mà đó là một cái phần của cái ruột chúng ta, nó cung cấp tế bào, miễn dịch. Nó giữ vai trò chống lại sự nhiễm trùng. Tức là cái phần gọi là chúng ta gọi ruột dư ruột thừa đó thì nó không phải là dư thừa. Chúa tạo dựng ra để trong cái cơ phần đó nó cung cấp tế bào miễn dịch, giữ vai trò chống lại nhiễm trùng. Và người ta nói rằng trong cái nạn đại dịch COVID-19 này thì cái ruột thừa đó, ruột dư đó, nó là một phần để nó tiết ra, nó tạo ra cái tế bào miễn dịch và để chống lại cái con virus mà đang tấn công thân thể của chúng ta. Như vậy thì kính thưa quý vị, những gì mà chúng ta nghĩ như là con muỗi hay là cái ruột thư dư ruột thừa đó, chúng ta cảm thấy như cái mục đích của nó, tại sao Chúa tạo dựng. Nhưng mà tất cả đều có mục đích khi Chúa tạo dựng ra con người hay là những cái sự vật hiện hữu ở trên thế gian này. Chúa chọn quý vị và tôi, Chúa đổ phước xuống phước cho chúng ta, các loại phước từ trên trời. Chúa cứu chúng ta, Chúa chọn chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa đều có mục đích cả, kính thưa quý vị. Đó là Chúa muốn chúng ta sử dụng những phước hạnh, những ân tứ, những cơ hội Chúa ban để chúng ta làm sáng danh Chúa. Ở đây Phaolô nói là để làm vinh hiển danh Chúa. Do đó kính thưa quý vị, Ngài có mục đích cho mỗi chúng ta. Ngài có mục đích khi Chúa đặt để chúng ta ở trong hội thánh Redeemer Baptist Church ở Plano, Texas. Và Chúa muốn dùng mỗi chúng ta. Và chúng ta như là những phần tử, như là những chi thể của nhau, và những cái đôi chân, những cánh tay, tất cả những điều đó cần phải hiệp tác để chúng ta xây dựng hội thánh Chúa được mạnh mẽ và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời với nhau, ở bắt đầu từ hội thánh địa phương. Và kính thưa quý vị, Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều phước hạnh vật chất cũng như thiêng liêng, và chúng ta có thể dự phần đóng góp những ân tứ Chúa ban, những tiền bạc, những phước hạnh vật chất để chúng ta cứ tiếp tục làm sáng danh Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Đó là mục đích khi Chúa đổ phước cho chúng ta, Chúa chọn chúng ta và Chúa cứu chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi muốn kết luận bài chia sẻ này với câu chuyện mà có lẽ quý vị rất là quen thuộc vào năm 2005 ở tại New Orleans và những vùng phụ cận, phải đối diện với một cái Hurricane Katrina. Và có lẽ quý vị nhớ cái trận Hurricane Katrina đó. Đó là một cái
sự việc xảy ra nó tốn ở của tiểu bang Louisiana cũng như những tiểu bang lân cận nó hết 161 tỷ và người ta nói rằng có 850.000 ngôi nhà bị sụp đổ, 300.000 chiếc xe hơi bị hư, 2.400 chiếc tàu cũng bị hư hủy hoại và có hơn 1.800 người bị thiệt mạng. Và vào năm 2005 đó thì lúc đó ông nhà truyền giáo Billy Graham, khi đó ông 87 tuổi, ông vẫn còn khỏe và ông đến thăm với người con là Franklin Graham. Và khi ông đến thăm New Orleans và cầu nguyện và tiếp xúc với những người dân đó thì những báo chí và truyền hình họ đến, họ phỏng vấn với ông và họ hỏi rằng, và câu hỏi của họ là bằng tiếng Anh là What can we learn from Katrina? Cái bài học nào mà chúng ta học được qua cái Hurricane Katrina ở đây? Thì nhà truyền giáo Billy Graham trả lời rằng There is much more to life than material things. Ông muốn nói rằng là đời sống của người có giá trị quan trọng hơn là chỉ có vật chất. Mà thật sự như vậy, 850.000 cái ngôi nhà bị sụp đổ và 300.000 chiếc xe hơi bị hư, rồi những cái thứ khác nữa, kính thưa quý vị, những thứ đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhưng mà trong Ephesos đoạn 1 này, từ câu 3 trở đi, thì lời Chúa mà Phaolô chia sẻ với hội thánh Ephesos nói rằng Đức Chúa Trời xuống phước từ trên trời, tất cả mọi thứ phước thiêng liêng Chúa muốn ban cho con dân của Ngài. Và kính thưa quý vị, không phải chỉ có phước dưới đất nhưng mà phước trên trời, đó là sự cứu rỗi linh hồn, đó là đời sống đời đời, đó là sự sống sung mãn, sự sống phước hạnh, sự sống bình an. Tất cả những điều đó Chúa đã ban cho quý vị và tôi rồi. Do đó khi chúng ta nhận được những ân phước đó, những phước hạnh đó, thì chúng ta phải sống như thế nào, sẽ sử dụng như thế nào để làm vinh hiển danh Chúa. We are blessed to be a blessing to others. Và mong rằng, kính thưa quý vị, trong bài học này có hai điều mà chúng ta có thể nhớ là Chúa đã chọn, Chúa đã cứu và Chúa đã ban phước cho chúng ta. Nhưng mà Chúa có mục đích khi Chúa làm điều đó, và chúng ta phải làm hoàn thành cái mục đích khi Chúa cứu, Chúa chọn và Chúa đổ phước lên đời sống của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trong những ngày tháng kế tiếp, khi chúng ta trở lại cơ sở hội thánh này, hội thánh địa phương của chúng ta này, tại Plano này, chúng ta sẽ hợp tác hầu việc tích cực hơn những ngày mà chúng ta, trước khi chúng ta phải thờ phượng Chúa ở tại mỗi tư gia nữa. Xin Chúa ban phước lên mỗi quý ông bà anh chị em. Và xin Chúa ban phước lên đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Và tôi xin phép được cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa bởi vì Sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Ephesio cũng như hội thánh chúng con Redeemer Baptist Church of Plano rằng Đức Chúa Trời đã xuống phước, mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời Chúa đã ban cho chúng con, không thiếu một thứ phước nào. Và Chúa đã chọn chúng con và ban sự cứu rỗi cho chúng con, cứu cả linh hồn lẫn thể xác. Và xin Chúa nhắc nhở để khi Chúa ban phước cho chúng con, Chúa có mục đích để chúng con làm sáng danh Ngài, để làm vinh hiển danh Chúa. Khi Chúa cho chúng con còn sống tạm trên đất này, con hết lòng tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước lên quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha thứ tội lỗi của chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ xong cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Thank you.
Nguyện xin quyền năng của Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng hết thảy quý ông bà và anh chị em từ nay cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý hội thánh một tuần lễ phước hạnh, bình an trong ơn yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời. Live.